Hello, xin chào quý anh chị, quay trở lại với cái buổi bản tin sáng của Phát nha. Ở thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ đúng không anh chị? Đó thì hôm nay thì em cũng gửi cái lời chúc đến những cái chị em có một ngày 20 tháng 10 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, tươi trẻ và nhận được nhiều quà trong ngày hôm nay. Và nhớ là hãy nở nụ cười tươi và sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng giống như là cuộc sống nha. Đó thì ngày hôm nay là đại diện cho một nửa phái nam thì cũng gửi lời chúc tới các anh chị em trước khi vào những cái kịch bản thị trường nha anh chị. Ok thì thôi cũng không làm chậm trễ cái bản tin sáng của mọi người nữa thì mình sẽ đi vào các kịch bản thị trường. Đó là ngày hôm nay thì sau cái phiên ngày hôm qua là đóng cửa thấp nhất phiên thì có thể thấy là thị trường ngày hôm nay trong khung đồ thị H1 cũng đã đóng đến giảm, phá cái đáy gần nhất, và chị có thể thấy được là đây là một cái điều không tích cực khi mà cái trạng thái khách sạn đó sẽ nhúng xuống nữa anh chị. Đó, trạng thái khách sạn nó sẽ duy trì khoảng 1 giờ đầu tiên nữa, cái trạng thái giảm nó sẽ duy trì 1 giờ đầu tiên nữa anh chị. Đó, sau đó nếu mà nó không phá đi, nó phải cân bằng ở một cái vùng và nó sẽ có trạng thái hút giá lên nha anh chị. Đó thì ngày hôm nay thì với một cái kịch bản thì mình nghĩ là sẽ có một cái sự rung rũ, đó sẽ có một cái sự rung rũ và mình cũng kỳ vọng cái điều đó xảy ra trong phiên, đó là xuất hiện một cái phiên watch out, một cái phiên rũ bỏ những nhà đầu tư cá nhân để có thể là set up làm vùng mới anh chị. Đó có nghĩa là bây giờ chỉ cần mà xuất hiện ra một cái phiên watch out giảm khoảng 30 40 điểm, thậm chí là 50 điểm cũng có thể. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghĩ là cái xác suất đó nó cũng không có cao. Tại vì bây giờ cái trạng thái này, với cái trạng thái này thì mình vẫn chưa thấy cái sự phục sell. Đó, tại vì bây giờ ngày hôm nay có thể thấy là hôm qua có những cái cú cố tình ép giảm điểm xuống, nhưng mà chỉ có thể thấy đó chỉ là từng cái mức mà đang giảm đỏ nhẹ và giảm thêm một xíu thôi. Ít nhất là để tạo ra cái sự hoảng loạn phục sell, và con margin thì chắc chắn là nó phải là một cái phiên rũ bỏ hoàn toàn. Đó, một cái phiên rũ bỏ hoàn toàn mà có thể là mở gap giảm từ đầu phiên luôn, giảm rất là nhanh 10 15 điểm từ đầu phiên, và sau đó sẽ có một cái thông tin gì đó làm cho thị trường vác hàng ra bán tháo. Thì đó là cái thời điểm mà gần đây anh chị em chúng ta cũng đã nói với nhau rồi, chia sẻ với nhau rồi, là những cái thời điểm chúng ta mua vào. Tại vì anh em cũng đã cảnh báo cho anh chị từ lúc cái thời điểm mà 1.250, đó có một cái hình vẽ về cái vùng 1.024, thì đây chỉ là con số tượng trưng thôi, có thể là nó sẽ cộng trừ đâu đó khoảng 20 điểm với anh chị. Có nghĩa là bây giờ nó hoàn toàn có thể là về những cái vùng 1.040, 1.050, đó là những cái vùng mà kết thúc mô hình hai đỉnh đến chị. Tại vì hiện tại trong cái khung đồ thị chung và dài hạn của Ichimoku thì anh chị cũng có thể thấy đó là hiện tại thị trường của chúng ta nó đang tiệm cận về cái vùng 1.084 là cái vùng hỗ trợ, và hoàn toàn là khi vào chạm về đây thì nó vẫn chưa kết thúc mô hình hai đỉnh đó. Và mô hình hai đỉnh thì thường nó sẽ kết thúc khi mà đủ target đó, thì cái target của mô hình hai đỉnh là nó sẽ nằm ở quanh cái vùng 1.042. Thì trước mắt nhìn về cái khung đồ thời ngắn hạn thì em thấy cái khả năng giảm nó vẫn còn có thể duy trì trong 1 giờ đầu tiên nữa nha anh chị, và sau đó nó sẽ hồi phục. Thì khả năng ngày hôm nay cái phiên watch out sẽ chưa thể xảy ra, mà nó phải có một cái thông tin gì đó xấu, có thể là vào cuối tuần họ sẽ tung ra, và vào thứ hai chúng ta sẽ có những cái thời điểm mà đi chợ anh chị, đó đón một cái con sóng mới. Đó, trước mắt là bây giờ là có thể thấy được là cái trạng thái khách sạn của khung đồ thị H1 không còn nữa, và trạng thái giảm trong khung 15 phút nha anh chị. Đó, tuy nhiên là nếu mà ngày hôm nay chị nó phá đáy đi xuống nữa thì có thể là tạo được một cái phân kỳ anh chị, đó đảo chiều. Nhưng mà mình nghĩ là đây là những cái thời điểm mà anh chị nên mạnh dạn mua khi mà anh chị đã cầm tiền một khoảng thời gian rồi, một khoảng thời gian rất là lâu, và em nghĩ đây là cái thời điểm gần như là rất là thích hợp khi mà cái mốc 1.080 nó bị xâm phạm, là cái thời điểm chúng ta bắt đầu giải ngân cho chị.
chúng ta chia ra 2 tới 3 phần để có thể là giải ngân. Sau đó là khi mà về tới những cái vùng 1050, 1030 đó, là chúng ta có thể là hoàn toàn an tâm. Tại vì bây giờ là cái lượng tiền của chúng ta mua vào, gom vào, thì với những cái vị thế ở những cái vùng này là những cái vùng từ đầu năm tới bây giờ rồi. Và nếu mà nhìn chung về vĩ mô hay là về kỹ thuật thì em cũng chưa thấy cái điều gì mà có thể khiến cho thị trường nó rơi xuống thủng cái mốc 1.000, thậm chí về 600 hay là về 900, giống như là những cái hội nhóm đang hô hào trong giai đoạn gần đây. Và chính những cái hội nhóm đó 1 tháng trước thì họ lại hô hào rằng là có thể lên 1.300 rất là dễ dàng, đúng không? Thì lúc đó mình đã nói là thị trường không vượt đỉnh được thì sẽ điều chỉnh thôi. Ok, thì đi qua những cái mặt đồ thị về cái khung dài hạn hơn, thì bây giờ mình sẽ đi sang những cái cổ phiếu mà anh chị có thể là quan tâm và có thể là nhặt nó trong cái giai đoạn sắp tới nha anh chị. Đó, thì trước mắt là bây giờ VN-Index của chúng ta nè, anh chị thì có thể thấy là được là cái đà giảm nè, đó đà giảm nó vẫn còn duy trì nha, nó nằm dưới bay hết rồi, và trong vùng trung hạn thì nó vẫn còn một cái trạng thái hợp mức giảm và nó về tới những cái vùng hỗ trợ trong khung đồ thị rồi, trong khung đồ thị tuần đó, thậm chí là bây giờ nó đã lún xuống cái vùng khung đồ thị tháng rồi anh chị, lún xuống hỗ trợ của khung đồ thị tháng rồi. Thì liệu có những cái cổ phiếu nào chúng ta có thể kinh doanh không? Thì với những anh chị em cầm tiền thì mình nghĩ là đây là một hoàn toàn một cơ hội, ngay cả thậm chí cái vùng này là anh chị cũng đã bắt đầu mở mua được rồi nếu mà xuất hiện một cái cú rũ bỏ, và thậm chí nếu mà giảm thêm khoảng 10 điểm nữa bắt đầu là mở mở giải ngân được cho anh chị. Ok, thì trước mắt là chúng ta sẽ đi sang những cái cổ phiếu là chúng ta có thể giải ngân trong cái giai đoạn vừa qua. Thì em có làm 2 cái clip, 2 cái video về cái cổ phiếu, cái điểm mua về nhóm thép và chứng khoán đó. Thì trước mắt là chúng ta cũng sẽ canh những cái nhóm cổ phiếu đó chúng ta sẽ mua anh chị, thậm chí là với những cái cổ phiếu đầu cơ. Những cổ phiếu đầu cơ thì gần như là toàn khi mà thị trường ta đáy trung hạn thì tất cả cổ phiếu nó sẽ hồi phục, ít nhất cổ phiếu nào khỏe thì cũng sẽ được một cái trần và một cái xanh, và cổ phiếu nào mang tính đầu cơ cao có thể là nó sẽ có được từ 2 tới 3 cây trần khi mà thị trường tạo một cái đáy trung hạn, đáy trung hạn nha anh chị. Thì với những cái thời điểm này thì anh chị cầm tiền giải ngân theo hai ba nhịp, giải ngân theo các mốc 1080, 1068 và 1050 với tỷ lệ 80% tiền đó, thì 20% chúng còn lại chúng ta sẽ chờ thị trường xác nhận lấy lại hỗ trợ trung hạn thì chúng ta sẽ gia tăng đó, có thể là chọn hướng. Còn những anh chị em mà đang kẹp hàng á, thì có thể là dùng cái phần tiền cơ cấu được để mua mới cổ phiếu khác để tận dụng cái nhịp hồi trong khoảng 2 tới 3 tuần, nó sẽ đạt một cái mức lợi nhuận khoảng 20-25% khi tạo đáy trung hạn đó. Điều này hoàn toàn bình thường khi có đáy trung hạn nha anh chị, và thậm chí những cái cổ phiếu có biên rơi sâu trong cái nhịp tạo đáy trung hạn có thể hồi trên 25% đó. Đồng thời là có nghĩa là cái việc này sẽ khiến cho cổ phiếu anh chị đang nắm giữ bị thua lỗ sẽ có sự hồi phục khoảng 15 đến 20% đó, và cái phần anh chị mua mới sẽ là bù trừ cho nhóm cổ phiếu đang nắm giữ. Và sau khi mà chốt lại cái phần mua mới, khi mà nhóm cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ thua lỗ bây giờ nó cân bằng và chúng ta sẽ tìm những cái điểm trading để hạ giá vốn anh chị đó. Đó là những cách mà em thấy là tối ưu nhất trong giai đoạn này nha. Thì còn các trường hợp thứ hai là anh chị phải mua trung bình giá cổ phiếu đang nắm giữ trong cái phiên mà watch out á, anh chị phải canh những cái thời điểm mà cổ phiếu nằm sàn, anh chị mua vào và đưa cái giá trung bình về, khi mà kết thúc cái nhịp bull market sẽ có cơ hội về bờ sớm anh chị. Có nghĩa là bây giờ khi anh chị mua vào những cái thiệt hại của anh chị khoảng 20-30%, đưa nó về khoảng 15-20% thì hoàn toàn trong 2 tuần, thậm chí là 1 tuần thôi là em nghĩ là anh chị có thể về bờ được. Tại vì cái nhịp bull market lên thì khi tạo đáy trung hạn nó sẽ đem lại lợi nhuận khoảng 15-20% hoàn toàn bình thường nha anh chị. Nhưng mà quan trọng là phải cân với cái lượng mà bằng mình đang nắm giữ hoặc là nhiều hơn.
Ok thì những cái cổ phiếu có thể quan tâm thì em sẽ nói lại trong cái video sáng này thì là có nhóm cổ phiếu chứng khoán nè chị. Nhóm cổ phiếu chứng khoán thì có HCM, HCM thì bây giờ có một vùng quanh cái vùng 25 nha chị. Cái vùng 25. HCM vùng mua quanh vùng 25 nè. Chốt lời thì chúng ta sẽ đặt một cái chốt lời ở quanh cái vùng ngắn hạn thì chúng ta sẽ mua đặt chốt lời quanh những cái vùng 30, 30, 31 và những cái vị thế trung hạn chúng ta sẽ chốt lời ở vùng 36 anh chị. Đó. Thì cái mã này thì chúng ta sẽ đặt cắt lỗ ở dưới 24. Đó. SSI này. SSI thì chúng ta sẽ chờ mua quanh cái vùng 20, giải gần hai lần cho anh chị. 27 chấm quanh cái vùng 27 nè. Quanh cái vùng 27 28 sẽ giải gần một lần và thậm chí nếu mà nó về tới hỗ trợ trung hạn vùng cân bằng là ở cái vùng 25 chúng ta giải cân một nhịp nữa, nhưng mà về cái vùng này thì em nghĩ là rất là khó để về đó, tại vì bây giờ nó cũng khá là xa đó, nó sẽ về tới những cái vùng hỗ trợ trung hạn trong khung đồ đề kháng là khoảng cái vùng 27 28 là cái vùng mà chị có thể mở mua được nha. Đó thì cái target của SI thì cũng sẽ là ở cái vùng 36 anh chị, 36. SI thì mình sẽ kỳ vọng nhiều hơn. Tại vì bây giờ nếu mà nhúng về những cái vùng này thì nó vẫn còn cái nó chỉ có một cái cản thôi trên cái khung đồ thị ngày, cái cản giao găm 65 thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ đặt cái cắt lỗ là 24 dưới 24 cho anh chị. SHF nè. SHF thì bây giờ chúng ta chờ mua quanh cái vùng 15, 14.5 15 cho anh chị. Đó và đặt một cái cắt chốt lại, một cái chốt lại ở quanh cái vùng 21 22 và cắt lỗ ở quanh cái vùng 14 đó, nếu mà đóng đến mức 14 là cắt lỗ nha anh chị. Đó thì cổ phiếu thì bây giờ là cổ phiếu VCI. Đó, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu VCI. VCI thì bây giờ chúng ta sẽ đợi mua quanh cái vùng 32, 33, 32, 33 nha anh chị. 33.25 nè. Đó, chúng ta sẽ chờ mua như cái vùng này. Và chúng ta sẽ đặt một cái chốt lãi ở quanh cái vùng 38 và 43 nha anh chị, 38 và 43 chia ra hai vùng chốt lãi tại vì chúng ta không mua hai vùng đó. Đó. Ok thì cổ phiếu này chúng ta sẽ đặt một cái cắt lỗ là sẽ nó nằm ở dưới cái vùng 30. 30 dưới 30 là chúng ta phải cắt nha. Đó, thì đây em nghĩ là đây là những cái vị thế trung hạn rồi. Nếu mà đánh mất những cái vùng này mà chúng ta phải cắt lỗ đó thì chúng ta rất là khó chơi đi ở cái giai đoạn này rồi và thị trường có thể rơi sâu hơn nữa rồi. Ok thì cũng là nhóm thép, thì bây giờ nhóm thép thì bây giờ em nghĩ là có những cổ phiếu mà như là Hoa Sen nè, Hoa Sen thì về những cái vùng 15, quanh 15 là mua được nè. Đó. Chốt lại 23 và cắt lỗ là dưới 14. Nam Kim thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà Nam Kim thì sẽ đặt một cái chốt lãi quanh 24, chốt lãi 24 và Nam Kim đặt chốt lãi 24 và cắt lỗ thì cũng dưới 14 nha anh chị. Hòa Phát thì bây giờ chúng ta phải đợi những cái vùng 21, quanh cái vùng 21, 22 là những cái vùng mà có thể là Hòa Phát nó sẽ rơi về. Đó thì đây cũng là cái vùng nền cũ và chúng ta sẽ đặt một cái target của Hòa Phát ở cái vùng 28 và sẽ cắt lỗ khi mà nó đánh mất cái vùng 20 anh chị. Còn về cổ phiếu bất động sản thì mình chỉ có thấy là một cái cổ phiếu mà bây giờ là có tín hiệu đảo chiều thì là cổ phiếu CO. Cổ phiếu CO thì chúng ta sẽ chờ mua quanh cái vùng 17, 17.5. 17, 17.5 nha anh chị. Đó. Và sẽ đặt một cái target ngắn hạn ở cái vùng 22, 22 và về target trung hạn thì có thể thấy là ở cái vùng 28 nha anh chị.
Ok, thì đó là những cổ phiếu mà em nghĩ là chị có thể tham gia được nếu mà có dịp dịp watch out anh chị. Còn những nhóm ngành khác thì em sẽ up những cái video tiếp theo. Đó. Ok, cảm ơn anh chị đã xem cái bản tin sáng của mình. Cảm ơn mọi người.